Kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chương trình Chào ngày mới của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình phát sóng trên kênh HTV7 vào lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ sáng mỗi ngày. Chương trình Chào ngày mới vào ngày hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 6 năm 2016 sẽ có những nội dung chính sau đây. Mùa hè là thời điểm thích hợp để cả gia đình cùng đi du lịch với nhau, đặc biệt là dành cho trẻ nhỏ khi các em vừa kết thúc năm học. Một chuyến du lịch hè sẽ giúp cả nhà có thể cùng nhau nghỉ ngơi, vui chơi, thư giãn và con trẻ được trải nghiệm, khám phá những điều thú vị trong cuộc sống. Du lịch hè năm nay khá đa dạng và phong phú với hàng trăm tour trong và ngoài nước cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Có thể kể đến chương trình hè sảng khoái thoải mái cả nhà nhân 3 ưu đãi của Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt. Theo đó, thông thường trẻ nhỏ dưới 2 tuổi đi tour nước ngoài vẫn phải đóng một khoản tiền gồm vé máy bay và phí dịch vụ. Mùa hè năm nay, nhằm tăng thêm quyền lợi cho du khách nhỏ tuổi, Du lịch Việt sẽ giảm giá tour nước ngoài cho các gia đình có trẻ em đi cùng. Cụ thể, trẻ em dưới 2 tuổi sẽ được miễn phí tour với giá trị cao nhất lên đến 10 triệu đồng. Trẻ em từ 2 đến 11 tuổi khi đăng ký tour Âu, Úc, Mỹ, Phi sẽ được giảm đến 7 triệu đồng. Song song đó, công ty còn dành tặng 1.000 phần quà cho tất cả trẻ em từ 2 đến 11 tuổi khi đăng ký tour hè. Nếu mùa hè năm nay thì Du lịch Việt nó có một loạt chương trình khuyến mãi, chương trình kích cầu để cho khách hàng đến với mùa du lịch. Nhưng mà ngoài cũng như một số chương trình ra thì chúng tôi có những chương trình dành cho khách hàng thân thiết, dành cho khách hàng đi theo nhóm đông. Cứ một nhóm khách mà 4 người khách trở lên thì chúng tôi sẽ tặng một cái cặp vé cho các cháu nhỏ để tham gia cùng cái sân chơi vào cái mùa hè năm nay. Nó đúng hơn gọi một cái chương trình thiện nguyện của công ty du lịch triển khai ra để làm sao để mang tính chất từ thiện cao. Chúng tôi lấy tên là hành trình yêu thương để các cháu nhỏ ý thức hơn nữa và chúng đó các cháu đóng góp vào cái vấn đề là bảo vệ cũng là chia sẻ với những người khó khăn, những cái bạn nhỏ khó khăn ở các địa phương khác nhau. Dịp này, công ty du lịch Việt còn nhiều chương trình giảm giá trực tiếp cho khách hàng cũ lên đến 500.000 đồng khi đăng ký tour hè, chính sách hoàn tiền mặt và tặng tour miễn phí cho du khách đăng ký theo nhóm từ 4 khách trở lên. Chương trình ưu đãi diễn ra đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Du khách có thể truy cập website dulichviet.com.vn hoặc liên hệ số điện thoại 08-730-56789 để biết thêm thông tin chi tiết. Chương trình Chào ngày mới hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi mong rằng những thông tin trong chương trình sẽ giúp quý vị có thêm những thông tin thú vị trong ngày làm việc mới hiệu quả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Chào ngày mới sáng mai cũng vào lúc 6 giờ 30 phút trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào tạm biệt.